Xin chào quý vị và các bạn. Nếu như Bắc Bộ sẽ mưa mát trong cả 7 ngày tới, thì ở Trung Bộ, nắng nóng lại đeo bám người dân. Nguy cơ xảy ra cháy rừng tại đây là rất cao. Đà Nẵng, một trong những nơi cảnh báo cháy rừng ở mức cao nhất đợt này, bởi 7 ngày tới, dự báo nhiệt độ vẫn trong ngưỡng nắng nóng, từ 36 tới 37 độ. Dù chiều tối, mưa dông nhiệt khả năng sẽ xuất hiện nhưng mà chỉ cục bộ, lại tiềm ẩn cả sét đánh, một yếu tố cũng có thể gây ra cháy rừng. Cùng với Đà Nẵng thì nắng nóng cũng sẽ kéo dài ở khu vực từ Quảng Bình trở vào cho tới Phú Yên. Màu cam đỏ tương ứng mức nhiệt 35-38 độ bao phủ hầu khắp khu vực này, thậm chí có nơi nền nhiệt còn trên 38 độ. Nếu để cháy rừng xảy ra trong thời tiết nắng nóng như vậy, đám cháy sẽ khó dập tắt, đặc biệt là vào buổi trưa chiều khi mà gió khô nóng thổi mạnh. Vì thế, người dân tuyệt đối không được sử dụng lửa trong hoặc là gần rừng để tránh xảy ra những thiệt hại không đáng có. Trở ra phía Bắc, dự báo tối và đêm nay, Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho tới Thừa Thiên Huế sẽ có mưa dông, đề phòng gió lốc và sấm sét đi kèm. Cảnh báo cục bộ có mưa to tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An và Thừa Thiên Huế, tiềm ẩn cả nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại đây. Trên biển, ngoài khơi, quanh hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa đêm nay ít mưa, ngày mai có nắng, gió không quá cấp 4 và tầm nhìn xa trên 10 km. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số nơi trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.